hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Việt Nam chúng ta nằm ở vị trí chiến lược quan trọng mà nước lớn nào cũng muốn nắm lấy. Lịch sử Việt Nam thế kỷ 20 được phản ánh chua xót nhưng hiện thực qua câu vè: An Nam chớ vội làm giàu, thằng Tây nó tách, thằng Tàu nó lại sang. Ngày nay và cho đến sau này, vẫn chưa có gì bảo đảm rằng đất nước ta sẽ không bị những thế lực ngoại bang nhòm ngó nữa. Vì vậy, vẫn phải không ngừng củng cố phát triển tiềm lực quốc phòng. Quốc phòng mạnh mới giữ được an ninh cho nhân dân yên tâm làm kinh tế. Và kinh tế có giàu mạnh mới có điều kiện để đầu tư củng cố quốc phòng. Vài chục vạn người cầm súng đã và đang làm rất tốt những nhiệm vụ của họ để bảo vệ môi trường hòa bình yên ổn cho chúng ta làm ăn. Vậy trách nhiệm của chúng ta là hãy nỗ lực để xây dựng kinh tế đất nước thông qua việc xây dựng kinh tế cho bản thân và gia đình mình. Thưa quý vị và các bạn trẻ đang nghe chương trình của tôi, hãy đừng nghĩ rằng chờ đến khi đất nước giàu, bạn sẽ giàu. Vì tôi biết chắc rằng đến lúc đó bạn vẫn sẽ nghèo theo mức sống của lúc đó, mặc dù nếu so thu nhập của bạn lúc này với lúc đó sẽ chênh lệch nhiều.
Tư duy nước nổi lo chi bèo chẳng nổi là tư duy của thời kỳ bao cấp hợp tác xã. Nhiều bạn có thể đã phê phán rất hùng hồn tư duy bao cấp ấy. Nhưng khi soi lại chính mình thì hóa ra mình cũng lười động não, lười tư duy và lười luôn cả hành động để thoát khỏi tình cảnh nước nổi bèo nổi ấy. Bạn sẽ mãi chỉ là bèo nếu bạn không bỏ lối suy nghĩ ỷ lại, phó mặc cho số phận và xã hội. Hỏi ta đã...